Nắng nóng kéo dài là nguyên nhân dẫn đến một số vụ cháy rừng gần đây. Vào khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 4, tại nông trường 402 thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Trang Thời, tỉnh Cà Mau, đã xảy ra vụ cháy khu rừng tràm sản xuất 4 năm tuổi. Ngay lập tức, lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng cùng với nhiều xe chuyên dụng đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Do nắng nóng gây gắt cộng với lớp thực bì dưới chân rừng khô héo vì hạn hán, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn để ngăn đám cháy lan nhanh. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho hay, Đến 20 giờ tối qua, đám cháy đã giảm căng thẳng. Do buổi tối gió giảm và các lực lượng đã kịp ngăn chặn các nguy cơ lây lan. Với hơn 200 người chữa cháy cùng với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và huyện Trần Trang Thời, các khu vực có nguy cơ cháy lan được tập trung dập lửa. Có hơn 20 hộ dân ở gần đám cháy được di dời để đảm bảo an toàn.